Xin chào các bạn, đây là WeThink Steel XR, chiếc đồng hồ thông minh kiểu dáng cổ điển vừa có hàng tại Việt Nam. Thì đây là một cái phiên bản nâng cấp của chiếc WeThink Activity Steel. Và nó có một cái cải tiến lớn nhất là có một cái màn hình OLED để chúng ta có thể hiển thị những cái thông tin để tăng cường cái tính năng cho cái chiếc đồng hồ này. Và bây giờ mình sẽ trên tay hai phiên bản của WeThink Steel XR. WeThink Activity là một chiếc đồng hồ thông minh được khá là nhiều người ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái thiết kế nhỏ gọn và truyền thống. Truyền thống ở đây là chúng ta có những cái kim đồng hồ, và cái phiên bản trước đó thì người dùng chỉ có những cái kim đồng hồ để báo thời gian cũng như là báo cái mục tiêu hàng ngày mà đạt được. Vì vậy, WeThink đã phát triển ra phiên bản Steel XR, Steel HR đó. Thì điểm nhấn của phiên bản này chính là nó có thêm một cái màn hình OLED ở phía trong. Đây là một cái màn hình OLED đơn sắc, nó hiển thị những cái thông tin cần thiết cho chúng ta, ví dụ như là thời gian, đo nhịp tim, đếm bước đi, rồi khoảng cách đi được hàng ngày, báo thức cũng như là phần trăm pin và một số các tính năng khác. Do được phát triển từ phiên bản WeThink Activity Steel thì phiên bản Steel XR có một cái thiết kế có thể thấy là tương đương. Chúng ta có cái thân đồng hồ làm bằng hợp kim rất là sáng bóng và một cái thiết kế nhỏ gọn, ở mặt này là 36mm. Trên phiên bản Steel HR thì chúng ta có thêm một cái phiên bản mà 40mm nữa. Thì cái phiên bản 40mm nó có cái phần viền có những cái chữ số 60, 5, 10, 15 dành cho việc định vị cái đồng hồ. Theo mình thấy, mặc dù 40mm nhưng mà khi mà đeo trên những cái cổ tay của người nhỏ thì bạn có thể thấy là nó vẫn rất là gọn gàng và vừa vặn, không có to như là một số cái đồng hồ thông minh khác. Mặt sau nó được thiết kế rất là kín để nó có thể chịu nước lên tới cái độ sâu là 50m. Trong khi cái phiên bản cũ thì các bạn có thể thấy là mặt sau thì khi mà chúng ta thay pin thì chúng ta sẽ cậy cái phần này ra, và có thể cái răng cao su ở bên trong cái đồng hồ này sau một thời gian này nó có thể nó bị mòn. Vì cái thiết kế nguyên khối và việc tích hợp cảm biến đo nhịp tim cùng với màn hình OLED ở bên trong đồng hồ thì WeThink Steel HR sẽ phải tích hợp một cái sạc nam châm ở phía sau. Trong hộp của máy thì có một cái sạc USB và bạn có thể cắm vào pin dự phòng hay bất kỳ một cái nguồn nào mà có hỗ trợ USB và chúng ta sẽ khớp vào để có thể sạc. Theo mình thấy thì cái sạc này nó hơi là lỏng lẻo, cái nam châm nó hút không mạnh lắm, nhưng mà dù sao thì khi mà chúng ta cắm vào thì nó vẫn sẽ lên pin. Việc kết nối WeThink Steel HR với chiếc điện thoại nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tải về phần mềm WeThink Helmet. Thì khi mà truy cập vào trong đó thì một My Device, bạn có thể cộng thêm cái thiết bị trong cái danh sách đồng hồ. Phần mềm sẽ chỉ dẫn cho chúng ta kết nối khi mà cái đồng hồ này nó đã được phục hồi, tức là reset về cái trạng thái ban đầu để nó sẵn sàng kết nối với các thiết bị mới. Thì sau khi kết nối xong thì các bạn có thể thấy là đồng hồ của mình đã hiển thị trên chiếc điện thoại và nó có cái báo thời lượng pin cũng như là một số các thông tin tùy chỉnh khác. Trong cái thiết lập của cái đồng hồ này thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái thông báo của cái màn hình OLED. Thì chúng ta bật thông báo, báo cuộc gọi tới, tin nhắn và lịch. Thì ở đây mình sẽ thử mình gọi điện vô cái số điện thoại này để xem cái đồng hồ nó phản ứng thế nào. Thì như các bạn thấy là khi mà có cuộc gọi đến thì là đồng hồ sẽ rung lên và hiển thị cái số điện thoại đang gọi đến cho bạn. Hoặc nếu mà cái điện thoại đó có lưu danh bạ thì cái đồng hồ này cũng sẽ hiển thị được cái tên danh bạ của cái số điện thoại đó. Cũng tương tự như vậy thì khi mà có tin nhắn đến thì các bạn sẽ thấy là cái tin nhắn nó sẽ chạy theo cái hướng từ bên phải sang bên trái để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi. Như vậy là với ba cái cải tiến gồm màn hình OLED, cảm biến đo nhịp tim cũng như là sạc nam châm thì chiếc đồng hồ WeThink Steel HR với hai phiên bản 36mm và 40mm sẽ là một cái lựa chọn thay thế cho chiếc đồng hồ WeThink Activity Steel. Tại vì Activity Steel thì chúng ta chỉ có những cái tính năng rất là cơ bản, ví dụ như là đo bước đi với lại là đo giấc ngủ thôi. Thì với phiên bản Steel HR thì rõ ràng là chúng ta có được những cái thông báo ở trên màn hình OLED, đồng thời vẫn giữ được một cái thiết kế đồng hồ cổ điển và phù hợp với rất là nhiều các cổ tay đeo của người dùng nói chung, đặc biệt là người dùng châu Á. Thì mức giá ở nước ngoài cho phiên bản Steel HR 36mm là khoảng 180 đô, còn Steel HR 40mm thì là vào khoảng 200 đô. Steel HR 36mm thì còn có thêm phiên bản có mặt màu trắng, còn 40mm thì chỉ có phiên bản mặt màu đen thôi. Xin cảm ơn các bạn.